tìm lực lượng bảo vệ của chính mình. Quý vị nên khuyên mọi người tu hành, đừng chỉ lần nào cũng làm như vậy. Một số người đi ra ngoài phát hành của tôi cho người khác để được bảo hộ. Đây không phải là quan niệm đúng. Tôi có thể bảo hộ họ hoặc có thể không, bởi vì nếu họ không tu hành, nghiệp chướng của họ ngày càng nặng nề hơn. Họ sẽ dựa vào tôi như vậy, rồi làm đủ mọi chuyện xấu. Như vậy không được. Họ nghĩ họ có sự bảo hộ của tôi, rồi họ muốn làm gì thì làm. Nếu tôi bảo hộ họ, tôi sẽ xen vào nghiệp chướng của họ. Nếu tôi không bảo hộ họ, họ sẽ cáo buộc quý vị là nói dối họ. Hiểu không? Cách đúng nhất là khuyên họ tu hành. Cho họ tài liệu để đọc. Chúng ta nên tu hành bởi vì chúng ta có Phật tánh này. Nếu tìm lại Phật tánh, chúng ta sẽ có mọi thứ và không cần cầu khẩn sư phụ nữa. Tại sao người ta không biết họ vĩ đại thế nào? Thật đáng tiếc. Nhiều người mù quáng, quả là đáng tiếc. Họ thật sự vĩ đại, nhưng họ không tìm đại ngã của họ để sử dụng. Cho nên, đừng bảo họ cầu sư phụ giúp đỡ hoặc cho họ hình của tôi để bảo hộ họ. Đó không phải là quan niệm tốt. Tốt nhất đừng làm vậy. Khuyên họ tu hành để họ tự kiếm công đức. Thí dụ, quý vị tu hành và quý vị có mọi thứ. Quý vị không cần phải cầu gì cả mà vẫn có mọi thứ, phải không? Thí dụ, đôi lúc khi tai họa xảy ra, chưa kịp cầu, sư phụ đã cứu quý vị rồi. Lực lượng sư phụ đã đến để cứu nguy rồi. Chỉ sau khi qua được tai họa, quý vị mới cảm thấy tri ân tôi và cầu nguyện tôi. Đôi khi trong trường hợp khẩn cấp, quý vị không kịp cầu. Tuy nhiên, lực lượng sư phụ là lực lượng của chính quý vị. Quý vị đều có lực lượng này, nên sau khi chúng ta câu thông, mọi chuyện đều có thể làm được. Còn những người không có sự câu thông, mù quáng và hoài nghi thì rất khó, hiểu không? Nếu tôi cứu họ hôm nay, ngày mai họ sẽ đi ra ngoài ăn thịt và uống rượu trở lại. Vậy có ích gì? Chỉ cứu thân thể vật chất của họ thì chưa đủ tốt. Tôi đã nói rồi, ngay cả đến quý vị cũng biết tôi cứu thân thể vật chất, chữa lành vết thương hoặc bệnh của quý vị. Nhưng tôi đâu thấy có gì vĩ đại. Đối với tôi, những chuyện này rất tự nhiên. Người tu hành chúng ta chắc chắn có phước báo. Cho nên tốt nhất là bảo người ta tu hành, đưa tài liệu cho họ đọc. Họ đọc được bao nhiêu thì đọc. Nếu họ không thể đọc, thì khuyên họ và nói với họ về giáo lý của tôi. Khi họ hiểu và chấp nhận giáo lý của tôi, họ có thể đạt được kho tàng bên trong chính họ và họ không cần phải cầu tôi gì cả. Đừng cứ cho người ta hành của tôi và bảo họ giữ lấy nó để được bảo hộ. Bảo hộ họ làm gì? Sau đó họ có thể đi sát sinh, uống rượu hoặc làm chuyện xấu nữa. Để làm gì? Nếu tôi bảo hộ họ, thậm chí sẽ còn tệ hơn cho họ. Họ sẽ dựa vào lực lượng bảo hộ của tôi và nghĩ bất kể họ làm gì, họ sẽ không sao. Như vậy không đúng. Nên đừng cho người ta hình của tôi và nói là hình có thể bảo hộ họ. Đừng nên có quan niệm này. Tốt nhất là để họ tự thức tỉnh, tìm lực lượng bảo vệ của chính mình, rồi họ có thể dùng nó vĩnh viễn. Lúc quý vị mới đến, quý vị chưa biết đi, cho nên tôi mới giúp kéo quý vị lên một chút hoặc bế quý vị một lúc. Sau này, tôi để quý vị tự đi, thay vì ngày nào cũng bế, hiểu không? Nếu ngày nào cũng bế, thì quý vị sẽ trở thành tàn tật. Ý nghĩa của phong thủy. Nói chung, nếu quý vị sống ở đâu đó mà cứ tiếp tục gặp rủi ro hết lần này đến lần khác về tài chính, sức khỏe hay về tình bạn và gia đình, thì căn nhà của quý vị có điều gì đó không ổn. Thứ nhất, hãy kiểm tra quanh ngôi nhà trước, xem quý vị có chất đống các loại rác hay những đồ vô dụng mà quý vị đã gắn bó nhiều năm. Quanh nhà đầy bụi bặm hoặc đồ đạc chất đống, và căn nhà hay bên trong mấy căn phòng trông không gọn gàng, ngăn nắp, nhất là ở những hướng tốt lành như phía đông,
nơi mặt trời chiếu vào. Hay có lẽ nhà tắm nằm ngay trước cửa phòng của quý vị, ví dụ vậy. Nhưng nếu quý vị không thể xoay sở để thay đổi hay di chuyển đồ đạc mãi, thì cứ dời nhà và bỏ lại những thứ không cần thiết mà quý vị không dùng đến đã nhiều tháng hay nhiều năm, hay tặng cho hội từ thiện. Dọn sạch tủ quần áo của quý vị, xem cái gì cần dùng, cái gì không cần thì cho đi hoặc bán đi chẳng hạn. Trước tiên, dọn dẹp căn nhà sạch sẽ như là một nơi rất xinh đẹp. Cứ như thể tôi sống ở đó. Đơn giản hóa mọi thứ, đơn giản hóa đời sống của quý vị. Rồi nếu vẫn không có kết quả thì có lẽ quý vị phải dời nhà. Có lẽ ngôi nhà ở tại một khu vực không tốt lành, có lẽ gần đó có cổng địa ngục hay gì đó. Phong thủy là như vậy đó, có nơi tốt, có nơi không tốt. Di sản tâm linh và trách nhiệm đi kèm. Bây giờ tôi hiểu áp lực, lực lượng tu hành quả rất mạnh. Ngay khi quý vị có lực lượng tu hành là quý vị có trách nhiệm. Quý vị phải chia sẻ. Những người ở gần, những người gặp gỡ quý vị, những người cầu quý vị hoặc thương yêu quý vị, họ có quyền tự động chia sẻ tài sản lực lượng tâm linh của quý vị. Điều đó tạo áp lực cho quý vị. Họ tự động xem quý vị như người dẫn dắt mà quý vị thậm chí cũng không biết, hoặc ngay cả họ cũng không biết. Bất cứ ai có quan hệ, liên hệ với quý vị, chia sẻ di sản tâm linh đó. Và qua đó họ tiến hóa. Và quý vị cũng phải chia sẻ gánh nặng của họ, không có đường một chiều. Quý vị cho điều tốt, họ chỉ cho những gì họ có. Họ cho điều tốt nhất họ có. Cũng như quý vị đi đến siêu thị, mua một số hàng, bánh mì, burger chay, bắp cải, cà rốt, nhân sâm, trà, mọi thứ. Đôi khi những món đắt tiền như xe, nhà, thảm trải. Rồi quý vị trao cho họ gì? Vài miếng giấy. Cho nên giá trị trong vũ trụ không luôn bằng nhau, không luôn giống như những gì chúng ta nghĩ hoặc kỳ vọng. Phải, giống vậy. Tài sản tâm linh hoặc món hàng cũng được bán với một giá khác. Những gì quý vị bán và những gì quý vị được trả khác nhau, phẩm chất khác nhau. Sự việc là như vậy. Người ta không thể mắng quý vị vì quý vị trao cho họ vài miếng giấy, bởi vì đó là cách đã được sắp xếp. Mọi người đều đồng ý. Quy luật đã định như vậy, nó đã được chấp nhận. Tương tự, lực lượng tâm linh cũng có thể được chia sẻ, có thể bán, có thể trao đổi, nhưng trong một cách khác. Và nó được chấp nhận trong luật vũ trụ. Chúng ta không thể làm gì được. Hiếm khi quý vị có thể đi siêu thị và đổi vài củ cà rốt để lấy bắp cải. Họ không nhận cà rốt nữa. Mặc dù giá trị có thể nhiều hơn hoặc tối thiểu bằng nhau, nhưng ở chợ họ không chấp nhận cho quý vị đổi cà rốt để lấy một xe bắp cải hoặc mứt dâu hay bất cứ gì. Cho dù giá trị bằng nhau, quý vị không phải mang theo những mảnh giấy vô dụng, vô giá trị, không ích lợi gì này. Thế là họ vui. Quý vị có thấy mắt họ khi nhìn thấy những mảnh giấy này không? Là gì vậy? Họ trao đi những thu hoạch mùa màng tốt nhất, công sức lao động tốt nhất, chỉ để được vài miếng giấy, và họ vô cùng vui sướng. Chào ôi, sự đời là như vậy, thấy không? Nói tóm lại, đi kèm với ân điển và di sản tâm linh, chúng ta cũng có trách nhiệm. Thiền không phải là ngồi xếp bằng. Thiền không phải là ngồi xếp bằng, là chỉ để yên tĩnh, mà là sự câu thông mỗi ngày chúng ta phải có. Giống như mỗi ngày chúng ta phải kiếm ít tiền để sống, mỗi ngày chúng ta phải hít thở, mỗi ngày chúng ta phải làm gì đó để nuôi dưỡng thân thể, mỗi ngày chúng ta phải thiền để nuôi dưỡng linh hồn. Chúng ta phải câu thông với thiên đàng, với thiên tánh của mình, nếu không chúng ta sẽ bị đè nặng, sẽ lạc lối trong thế giới này, sẽ bị áp đảo bởi lực lượng phủ định, bởi tư trường nặng nề của thế giới này, và rồi không thể về nhà trở lại. Thiền thêm để xóa những vết tích không tốt và chướng ngại không tốt, phục vụ người khác trên danh nghĩa của Thượng Đế vào mọi lúc một cách vô ngã, và rồi từng chút một
chúng ta sẽ thông suốt hơn. Lời pháp cam lộ. Chúng ta nên chiến thắng trái tim kẻ khác bằng chân thiện mỹ, đạo đức và tình thương, không phải bằng khí giới. Nghiệp chướng không phải lúc nào cũng được tạo ra từ cảm giác tội lỗi, mà còn đến từ những thói quen của chúng ta nữa. Đầu óc gạt chúng ta bằng cách ấn nút tự động phát lại những phản ứng giống như cũ khi hoàn cảnh tương tự nảy sinh. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ kỹ càng. Bất cứ điều gì chúng ta cảm thấy không vừa ý hay những gì làm chúng ta không vui, điều đó cũng tệ như nạn tai, và chúng ta phải vượt qua thay vì vẫn chấp vào hay ràng buộc bởi thói quen của mình. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ tin Thượng Đế và lực lượng khẳng định thôi. Chỉ làm những gì tốt thôi. Trên hết là tránh bất cứ gì xấu. Tránh bất cứ hành động nào mà quý vị biết là xấu. Giữ ngũ giới ngay cả trong tư tưởng, chứ không phải chỉ trong hành động thôi. Thiền tinh tấn, ăn thuần chay, tạo hòa bình, thì tất cả sẽ tốt đẹp. Và cho dù ngay cả ma vương có ở cạnh quý vị, hắn cũng không làm được gì nhiều. Hắn chỉ có thể nhỏ giải thôi. Hãy khai ngộ. Lúc đó quý vị sẽ làm việc theo phương cách tốt hơn, và quý vị có thể chấp nhận mọi việc mà không phê bình, không phản đối, không có bất cứ chướng ngại và tranh chấp nội tâm nào. Đó là điều chúng ta gọi là hiện đời giải thoát. Ngay trong cuộc đời này, chúng ta đã được giải thoát rồi. Chúng ta có được thiên đàng trong cuộc sống bởi vì chúng ta đã thoát khỏi mọi thành kiến và không còn trách nhiệm gì cả. Chúng ta làm việc nhưng không làm gì cả, thương yêu nhưng không cảm thấy hãnh diện rằng chúng ta có tình thương. Chúng ta bố thí nhưng không bao giờ cần vinh danh công trạng, vì chúng ta biết tất cả đều đến từ Thượng Đế và chúng ta chỉ phân phát như là một đại biểu mà thôi. Sư phụ khai thị. Vô số linh hồn đang chờ đợi. Nhiều linh hồn đang lang thang trong những cảnh giới vô hình, chờ đợi. Họ tha thiết muốn xuống làm người tu hành, được sinh ra làm con trong một gia đình tu hành, để được gặp minh sư liền, không cần phải tìm kiếm, không cần phải chịu những bó buộc, chướng ngại hoặc bất cứ vấn đề khó khăn nào. Nếu sinh ra trong một gia đình tu hành, dĩ nhiên quý vị sẽ trở thành người tu hành. Trước khi chào đời đã ăn chay rồi, sẵn sàng được tâm ấn bất cứ lúc nào sau khi đủ tuổi. Cho nên, vô số linh hồn đang lẩn quẩn, chờ đợi để được sinh ra trong gia đình quý vị. Đôi khi họ không được đi cửa trước với sự chào đón vẻ vang, mà đôi khi phải lẻn vô cửa sau khi mình không để ý, dùng cách khác để đi vào. Cho nên, đừng khinh thường những chúng sinh này hoặc khinh thường phương tiện mang nó cho đến khi nó chào đời. Thật ra hôn nhân theo ý nghĩa tâm linh phải nên như vậy. Mỗi khi quý vị bày tỏ tình thương cho nhau bằng thể xác hay qua việc ân ái, quý vị cũng nên nhớ rằng đây là cơ hội cho tôi cống hiến chính mình. Tôi có thể cống hiến thân thể của tôi như đền thờ cho mọi chúng sinh mới đến đây để được giải thoát bởi một vị minh sư tại thế. Đây là cơ hội tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em khác của tôi đang khao khát được xuống thế giới này để gặp vị minh sư tại thế. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại trung tâm Florida, Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 6 năm 2001, nguyên văn tiếng Anh, DVD số 718.